Tin Pakistan Hội đồng giám mục Pakistan âu lo về nguy cơ chiến tranh giữa nước này và Ấn Độ. Sau cuộc tấn công ở Kashmir vào ngày 14 tháng 2, trong đó 42 binh sĩ Ấn Độ bị giết, quân đội Ấn đã thực hiện một cuộc đột kích vào một trại huấn luyện của các phần tử cực đoan Hồi giáo nằm sâu bên trong lãnh thổ Pakistan. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ năm 1971 khi hai nước giao tranh với nhau về việc Bangladesh ly khai khỏi Pakistan. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng trên 300 tên khủng bố đã bị giết chết trong cuộc tấn công vào nhóm khủng bố Chayshi Mohammed. Đây là một nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni được hình thành tại Ấn Độ, nhưng các trung tâm huấn luyện của chúng được đặt tại Pakistan. Chúng chạy qua, chạy lại giữa biên giới hai nước. Nhóm khủng bố Chayshi Mohammed đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Kashmir hôm 14 tháng 2 lo sợ sự leo thang này có thể dẫn đến chiến tranh quy ước. Đức cha Samson tuyên bố, cả hai nước, Ấn Độ và Pakistan, phải tôn trọng lẫn nhau và phải thực tế, và phải tìm hiểu thực tại và làm việc cùng nhau vì thiện ích chung. Thay vì đe dọa lẫn nhau, các nhà lãnh đạo của cả hai nước phải làm việc cùng nhau và dành ưu tiên cho việc duy trì hòa bình. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai quốc gia cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Thông qua các cuộc đàm phán tại bàn hòa đàm, thay vì tiếp tục leo thang các lời buộc tội lẫn nhau, Cha Kaisa Feroz, dòng Francisco Capuchin, thư ký điều hành của Ủy ban Truyền thông xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan nói với Fidesz: "Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai nước nên sử dụng thiện chí chính trị để giải quyết vấn đề Kashmir. Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn." Hòa bình và nới lỏng các căng thẳng chính trị chắc chắn sẽ mang lại sự thịnh vượng ở cả hai bên biên giới. Chúng ta phải chọn con đường đối thoại và giải quyết xung đột trong hòa bình. Lãnh đạo Ấn Độ cáo buộc Pakistan liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, thủ tướng Pakistan Imran Khan phủ nhận sự liên can của chính quyền Pakistan trong vụ tấn công này và đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ cho một cuộc điều tra.